Mình xin chào tất cả các bạn. Thì ngày mới thì mình cũng xin chúc tất cả các bạn ngày mới thì cũng luôn dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài phát đạt và vạn sự như ý. Thì công chuyện mình bữa nay thì mình lấy cái ống bọng này lên. Đây là cái ống bọng. Hồi chiều hôm qua thì mình cũng đang lấy, mà mình lấy cái bọng này hơi tối nên mình cũng nghỉ, sáng mình làm sớm. Thì chút nữa mình cào đất xong, cái bà xã mình lên cái luồng dây cái mình kéo. Thì do cái cậu Sáu thì cái chủ đất này thì cậu chạy xe tải nên cậu không có ở đây. Cậu đi hồi 2 giờ đêm rồi, cậu đi chở rơm ở bên Sóc Trăng á, tại vì cũng giao cho người ta ở đây nên là cậu cũng không có, cậu giao cho mình luôn rồi. Cái giao có nghĩa là mình làm ăn giờ, nhưng mà cậu giao là giống như là mình làm như đất nhà mình vậy đó. Thì mình làm chỗ cây ngang này là cái cây mình làm, cái chỗ này là cái bờ ngang nè. Mình lấy ống bọng xong cái mai cái cậu Sáu người ta đào đào cái đường giống vậy luôn, cái mình đặt cái ống bự như vậy nè, dài ra tới ngoài kia. Ở phía trước mình là mình làm ba ao, ao tròn á, nhưng mà ao đất mình chỉ bạc. Thì ao nhỏ nhỏ mà ao nó bị ngang nó khoảng 3 mấy mét, thì bị dài nó 3 mấy mét thì bị ngang 3 mấy mét luôn. Làm ao vuông á, ở phía dưới đây thì cái cây á, cây hồi chiều hôm qua cậu Sáu cầm lại cái cây đó là cái bờ ngang dưới này. Thì anh mà ngày mai anh đào là anh đào từ cái chỗ vị trí mình đang đứng nè, đào thẳng ra ngoài, đào sâu xuống khoảng 1 mét, thì bề ngang chừng hai lưỡi giá đó, đang đặt cái ống xuống. Thì cái bờ mình đang dời hôm qua lỡ dở, mình dời thẳng tinh tới đây luôn, nhưng mà mình đợi ảnh đào ống xong á mình mới dời đất qua. Để mình dời đất qua cái ảnh đào cái ống ảnh đào nó không được. Nếu mình lấy xe mình đào thì cái gạo bự quá, thì mình còn đi tới đi lui nè, mình sợ cái ống nó bể. Đây là cái ống này chắc là cậu mua thiếu rồi, ống như vậy đó, ống này để mình xả cái phần tôm á. Như khi mình nuôi tôm á, không mình nuôi trên cảnh á, mình muốn xả phần tôm thì mình giật cái ống cao cao này nè các bạn, giật lên cái phần tôm lại thức ăn mà còn dư á, nó sẽ chảy ra tới ngoài cái ao lắng ngoài này cái ao lắng ở bờ ngang đó. Rồi mình sẽ ngoài đó mình đào một cái hố dài á, dài bề ngang nó 3 mét, dài 5 mét, hố hình chữ nhật vậy đó. Cái cậu mới đặt cái máy còn hút thổi ra ngoài kinh ngoài. Quy trình của cậu làm vậy đó. Thì như mình chạy tài xế mình phải hiểu được cái miếng đất người ta làm sao mình làm mới được. Mình cũng mới đào xong rồi. Như mình đào sắp tới cái mình lấy cái gạo, lấy cái đít gạo á, mình rà nó thì nó cũng trống hết trơn rồi đó. Bờ này lâu quá nó cũng dẻ, đào cũng lâu, thời gian còn sớm cái mình ban cái bờ đó. Sáng ngày giờ nướng thịt cho ăn rồi. Đây là cái nước mắm chua. Mắm chua. Mắm chua hả? Mẹ chúc mẹ ớt, thịt, dưa leo, cà gót. Cà gót nữa hả? Cà gì? Thì mình mời tất cả các bạn thì dùng cái buổi sáng. Vô đó con, đừng có lấy tay vô con. Cái này mắm chua. Thank you.
cách quét. Tháng này thì cái tháng nắng mà không có mưa. Tháng này làm ao hồ thì làm thì bờ rồi mình làm thì nó cũng nói chung là nó cũng êm chứ nó không có bị sạt lở gì đó. Khóa cái đường thì chạy xe cho nó dễ. Mình đang giờ đi thì bờ này nó cũng to nè, bờ này có thể mình làm được hai bờ, trên đó một bờ hai bờ, vậy là nó thiếu cái bờ bờ này nè, bờ này nó bị thiếu đất nè. Thì có thể mình giờ đất này đường đất có thể đủ đất để làm hết cái bờ luôn á. Mấy cái bờ này thì chú chỉ bạc ao nuôi á, chú chỉ bạc hết luôn nên mình làm cũng không có cao. Khi mình làm cao quá thì nó cũng chỉ bạc cũng khó nữa, với lại mình chỉ bạc rồi cái ao mình nuôi mình giữ nước được. Thì mình nói cái này thì mình chia sẻ lên cho mấy bạn mà nhiều khi xem clip mình mà mấy bạn không có nuôi tôm á, mấy bạn xem để mấy bạn hiểu nhiều hơn. Giờ cái này thì nó cũng hơi lâu rồi, do mình né mấy cái đường ống này nè nên mình dời từ bên như đó. Bên đây thì mình dời mấy em đây, còn bển mình dời mấy em bển. Mà từ đây anh cảnh thì mình làm hai bờ để mình né mấy đường ống, để mình cán lên mấy đường ống, cái nữa cái mấy đường ống nó có dừng gì cái mình cũng kẹt kẹt. Năm nay mình thấy
thấy cái giá dầu sao mà hiện tại giờ sao lên quá lên. Giá dầu này thì mình chạy sao thấy thốn thốn quá. Thì không biết mấy bạn trong nghề mình cảm thấy giống mình không, chứ thấy giá này mà rẻ quá mà chắc thua năm rồi quá. Thì nhưng mà nhà nước người ta điều chỉnh từ từ sẽ điều chỉnh lại, rất hạ xuống mà. Thì đâu phải chỉ riêng mình đổ dầu thôi đâu, thì cũng có nhiều người lắm chứ. Mới lại quay cái giờ chiều tới nữa. Sáng giờ làm giờ nguyên cái bờ này mà chưa ra đâu hết trơn. Cái bờ này do nó đất nó dẻ quá đi, rồi cái mình dời mình múc nó cũng nặng nữa. Vô tải mà thấy muốn ra khói mà. Giờ này thì cũng chiều rồi, mình cũng mới đổ dầu rồi xong đó. Cái này thì mình vệ sinh đó, tại vì nó bụi nhiều quá. Bụi mà cái lực gió mà nó cái này hồi trưa mình cũng có vệ sinh rồi đó. Đây là bụi của nó nè. Thì mình vệ sinh nó cái mai mình chạy cho nó khỏe xe một chút. Lực gió này thì mình xài chừng chạy canh chừng 20 ngày hay là tháng mình bỏ. Nhiều khi mà kẹt dịch bệnh là mình chạy cả 2 tháng luôn không chừng. Tùy theo hoàn cảnh. Thì sau một ngày làm việc rồi cái chiều cái mình đi xuống cái mình thấy sao thấy nó khỏe hơn mình quá. À, sáng cái thì nó hơi giống như hơi sợ. À, các bạn biết sợ gì không? Ngồi riết ngán, ngồi riết giống như là nhức lưng vậy, giống như mình xưa đi học mà mình ngồi ngày nào còn ngày nào mình cũng học hết trơn, cái bữa nào mà chủ nhật cái mình mừng. Thì nãy giờ mình chia sẻ chuyện vui vui một chút thôi. Thì giống như nghề tài xế của mình thì phải phấn đấu và chạy thôi chứ sao giờ. Thì mình đi xuống mình nói chuyện nó cũng hơi dấp này. Các bạn xem thông cảm giùm. Thì mình thấy công chuyện nó cũng còn nhiều lắm. Thì thôi giờ cũng chiều rồi, thì mình cũng xin tạm dừng ở đây. Mình cũng xin hẹn gặp tất cả các bạn vào chiều ngày mai. Mình xin chào tất cả các bạn.